Rio Diaz là người đã thi đấu cho câu lạc bộ Nam Định theo một hợp đồng từ Quảng Nam. Và trong những trận đấu tập gần đây của câu lạc bộ Nam Định thì trung phong này liên tục ghi bàn. Đó cũng là người được huấn luyện viên Văn Sĩ tuyên bố rằng rất phù hợp với lối chơi mà ông đang muốn gây dựng cho đội bóng của mình. Có nhiều yếu tố để chờ đợi cho một cuộc đối đầu rực lửa. Và tất nhiên là khi cầu thủ được chơi trên một sân đấu chật kín khán giả như thế này thì họ càng có thêm cảm hứng. Đây là Kiều Văn Hề, đợt tấn công đầu tiên của câu lạc bộ Hà Nội. Hùng Dũng không được, người vừa đánh đầu đó là Bruno. Mỗi khi bước vào một mùa giải kể từ khi lên chơi ở V-League 1 thì cơn đau đầu đối với đội ngũ huấn luyện và quản trị của đội bóng Nam Định luôn luôn xuất hiện. Và qua người khá hay của Quang Hải, đánh đầu. Như vậy là trong khoảng 3 phút thi đấu đã trôi qua thì câu lạc bộ Hà Nội đã có được hai cơ hội từ những tình huống tạt bóng ở hai biên, và cả hai lần thì người dứt điểm đều là Bruno. Bruno là người đã ghi 8 bàn thắng ở mùa giải năm ngoái trong áo của câu lạc bộ Viettel, đặc biệt là bàn thắng quan trọng nhất, bàn thắng mang về ngôi vị vô địch cho câu lạc bộ Viettel trên sân vận động Thống Nhất ở vòng đấu cuối cùng. Ramos gọi dành cho Rodrigo. Bóng đi chạy con sao khung thành của thủ môn Văn Công. Một pha bóng rất giống với những gì mà chúng ta đã được chứng kiến ở bàn thắng mở tỷ số của Diego Pereira cũng trong cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Nam Định và Hà Nội trên sân Thiên Trường cách đây 2 năm. Và nó cho thấy sự nguy hiểm của Rodrigo, khả năng bứt phá tốt và cú ra chân khá quyết đoán. Phải có được sự tự tin, nhưng đôi khi sự tự tin thái quá dẫn tới những pha xử lý thừa sẽ là phản tác dụng. Như vậy là Đinh Văn Trường có thể sẽ phải nhận thẻ phạt đầu tiên sau khi phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng. Thẻ vàng đầu tiên của V-League 1 2021 thuộc về Đinh Văn Trường. Đường chuyền hỏng ở khu giữa sân. Và nếu như trong phóng vừa rồi Đinh Văn Trường không phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng thì khoảng không là mênh mông. Trọng biên khá hay, Hoàng Xuân Tân cơ hội không vào, nhưng đã có hòa thắng dành cho câu lạc bộ Nam Định và đó là Ramos. Tỷ số là 1-0. Một pha vê bài bản ở bên phía hành lang cánh phải, quả tạt được thực hiện bởi Xuân Tân và các hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã bị hút về vị trí của Rodrigo. Bóng trôi tới vị trí của Ramos và công việc còn lại là vô cùng đơn giản. Tỷ số là 1-0 dành cho đội chủ nhà. Niềm vui của các cổ động viên Nam Định trên sân vận động Thiên Trường. Một pha bóng tương đối là bập ở trong khu vực 16m50. Cú đệm bóng nhẹ nhàng mang về bàn thắng mở tỷ số. Áp lực của Rodrigo tạo ra với thủ môn Văn Công và Đình Trọng. Và cuối cùng thì Ramos là người được hưởng lợi. Bàn thắng đầu tiên của V-League 1 năm nay. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Quả tạt của Hoàng Xuân Tân chạm vào chân hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội và tạo ra một quỹ đạo khó lường. 1-0. Rất nguy hiểm, 2-0. Và đó chính là Rodrigo. 2-0 cho câu lạc bộ Nam Định. Rất bất ngờ. Mọi thứ đều có thể xảy ra tại Thiên Trường. Đá với câu lạc bộ Hà Nội đó là cả một sự khó khăn. Đội bóng có tiềm lực tài chính bậc nhất với hàng loạt các cầu thủ có chất lượng, nhưng chỉ trong vòng có ít phút thôi, người ta đã được chứng kiến sự bất ngờ bùng nổ tại đây. Tỷ số là 2-0. Hai ngoại binh của câu lạc bộ Nam Định đã lên tiếng. Ramos và Rodrigo. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng từ quả đá phạt góc. Hệ
thống phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội rõ ràng là đang gặp vấn đề. Và cũng cộng thêm một chút may mắn nữa cho Rodrigo khi bóng có lẽ là đã khẽ chạm vào Bruno trước khi đi vào lưới. Tỷ số là 2-0. Họ cần phải duy trì được cho mình một cái đầu lạnh. Quả đá phạt của Quang Hải rất nguy hiểm. Bóng cuộn thẳng về khung thành của thủ môn Văn Tú. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Nam Định đang dẫn trước Hà Nội với tỷ số 2-0. Đây đã là phút đá bù giờ thứ tư. Đánh đầu! Không vào! Cú chạm bóng vừa rồi của Văn Dũng cũng đã chính thức khép lại hiệp đấu đầu tiên trên sân vận động Thiên Trường. Trận đấu giữa Nam Định và Hà Nội, trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Phố sân vận động gần như chật kín khán giả, mang lại một hình ảnh đầy màu sắc và là niềm ước với bất kỳ một câu lạc bộ nào trên thế giới vào thời điểm hiện tại. Đang chứng kiến kết quả 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Đoạn này, Kiều Văn Hề, Quang Hải, cơ hội dành cho câu lạc bộ đội Quang Hải, không vào. Bruno vẫn không vào. Đây có thể coi là cơ hội rõ rệt nhất mà Hà Nội đã làm được kể từ đầu trận. Phối hợp bài bản giữa Kiều Văn Hề và Quang Hải. Một chút nữa thôi, lợi thế dành cho câu lạc bộ đội. Dứt điểm, không vào. Hai cơ hội liên tiếp dành cho đội khách. Và ở cả hai cơ hội này thì thủ môn Đồ Văn Tú đều chơi xuất sắc. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá của Phạm Thành Lương. Và một thứ còn trở nên hưng phấn hơn khi đội bóng này đã có được hai bàn dẫn trước đối thủ. Bóng đã đi hết đường biên. Tới thời điểm này thì câu lạc bộ Hà Nội đã thay hai cầu thủ. Một trong số đó là sự thay đổi người bất đắc dĩ với chấn thương của Đỗ Hùng Dũng. Bóng vàng Việt Nam 2020 Văn Quyết cũng đã rời sân. Sự quyết liệt đến từ các cầu thủ Nam Định. Đã có một tình huống nóng này. Bruno đã nổi nóng sau khi chứng kiến Mạnh Hùng phạm lỗi với Phạm Thành Lương. Và đó là điều mà trung phong của câu lạc bộ Hà Nội cần phải tránh vào lúc này. Cầu thủ Nam Định bên phía phần sân nhà sử dụng những tình huống vào bóng rát với lối chơi kiểm soát bóng và trình diễn được kỹ thuật cá nhân điêu luyện của mình. Chúng ta tiểu xảo của Bruno. Duy nhất của bóng đá Việt Nam. Hình chuyển rất hay của Hoàng Xuân Tân và đây là Gramot. Không vào. Cú đá thứ hai của Gramot, đánh đầu. Quá đáng tiếc. Cầu trường Thiên Trường một lần nữa dậy sóng với cơ hội dành cho đội chủ nhà. Tất cả đều ôm đầu tiếc nuối. Và lại là một tình huống bóng bổng. Khi mà Giovane còn đang mải mê tranh cãi về việc tại sao ông Ngô Duy Lân không thổi phạt thì Nam Định đã ngay lập tức triển khai một đường tấn công nhanh. Đây là đường chuyền của Hoàng Xuân Tân hướng tới vị trí của Ramos, không chơi bóng gọn gàng, quan sát trước khi dứt điểm. Nhưng lần này thì thủ môn Văn Công đã băng ra và làm hẹp đi góc sút của ngoại binh bên phía Nam Định. Cơ hội vẫn còn với vòng thứ hai. Cảnh sự tỏa sáng của các ngoại binh thì ngôi sao lớn nhất xứng đáng là huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ, người đã đọc hầu hết những tình huống có thể xảy ra với cách chơi của câu lạc bộ Hà Nội, cách thức chuẩn bị cơ sở vật chất một cách tinh quái nữa để chờ đón cuộc đối đầu này. Và đó là những điều mà Nam Định có thể chờ đợi cho một màn trình diễn. Nhưng Rodrigo thì đang sẵn sàng cho một cú đá thẳng với khung thành của Văn Công. Rodrigo không vào, vẫn không vào. Và đó là bàn thắng thứ hai của Ramos ở
đạp của Ramos vẫn đủ để giúp cho Thiên Trường một lần nữa mở hội. Tỷ số là 3-0. Tâm trạng trái ngược ở cabin huấn luyện của hai bên. Những hình ảnh cổ động đầy cuồng nhiệt, đầy cảm xúc. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Văn Công không thể làm chủ được tình hình sau quả đá phạt của Rodrigo và cú đá đập đất của Ramos một lần nữa đã mang về bàn thắng cho đội chủ nhà. Nếu chỉ gói gọn ở trong trận đấu ngày hôm nay mà thôi thì màn trình diễn của Rodrigo và Ramos được coi là vàng người. Họ tận dụng từ những sai lầm nhỏ nhất của đối phương. 3-0. Đá bù giờ thứ 6 và những gọi cuối cùng. Mọi thứ đã chấm hết. Và trọng tài chính New Zealand thổi còi kết thúc trận đấu đầu tiên của V-League 1 2021. Nam Định vượt qua Hà Nội với tỷ số 3-0.